sự nguy hiểm. Rất nhiều ninja trước giờ phải bỏ mạng để có hòa bình, không tránh nổi hy sinh. Tình hình trước mắt khó tránh khỏi kiếp nạn. Trong đó có đứa trẻ Nagato phải chứng kiến cái cha mẹ bị giết. Sinh ra thời bình có lẽ điều khát khao, nhưng ngay lúc này nó lại là đáng tiếc. Có Rinnegan được cấy vào trong mắt, lần đầu thức tỉnh giết chết hai ninja, trở thành đứa trẻ một con tại làng mưa. Tình hình gây ốm không khác gì thấy má. Có hai người bạn trong đời cậu gặp được Conan và Hiko, họ trở thành bộ ba chậm cắp thức ăn qua ngày để sống sót. Một ngày tình cờ gặp được Jiraiya, tạm nhận xã huyền thoại của làng lá. Chỉ có mình ông chấp nhận ở lại đây nuôi nấng ba đứa, truyền lại mọi nhẫn thuật, những thứ ông biết thì ông sẽ giảng dạy. Và Nagato đã thể hiện rất tốt, trong mắt sư phụ còn có chút đặc biệt. Nếu như chính cậu là người được tiên tri cứu giúp nhân loại, điều đó sẽ rất tuyệt. Jiraiya cho về ngôi làng lá, để lại ba đứa nhưng chắc cũng yên tâm. Những gì thầy dạy cậu mãi luôn ghi nhớ, triết lý nhẫn thuật tất cả đều uyên thâm. Có ước mơ về một nơi yên ấm, một thế giới hòa bình không chiến tranh. Akatsuki tổ chức được thành lập cùng với lý tưởng mà họ luôn đấu tranh. Cậu tin rằng chúng ta sẽ vững mạnh. Yahiko một lãnh đạo tài ba, đặt hy vọng tương lai về tổ chức, danh tiếng ngày càng sẽ vang đi thật xa. Tên Hanzo cảm thấy mối đe dọa, không mong muốn điều này sẽ xảy ra. Liên thủ Danzo bày lên một kế hoạch bắt cóc Kunai vì làm thật xấu xa. Yahiko không còn cách nào khác, tự sát là cách duy nhất để cứu Mỹ. Cái chết cậu bạn khiến cho Nagato chỉ trong phút chốc trở thành một ác quỷ. Ngoại đạo ma tượng phải nói là khủng khiếp, hút hết linh hồn vạn vật ở xung quanh. Cảnh tượng khi đó ám ảnh tâm trí cậu, biến Nagato trở thành kẻ máu lạnh. Xây dựng lại tổ chức một lần nữa, và thời khắc này cái ác được sinh ra. Triết lý hòa bình với cậu đã thay đổi nhờ cái thế giới này ban lại cho ta. Cậu sử dụng tinh xác Yahiko chế tạo quân đội tên Ben cho tổ chức. Chỉ một đạo Ben cũng đủ để solo, muốn thắng được chúng phải tốn rất nhiều sức. Triệu mộ tất cả ninja thuộc cấp S đang bị truy nã về đây để phục tùng. Tổ chức tội phạm tại Akatsuki là nơi dành cho những giả bị truy lùng. Cậu xuống tay giết chết cả sư phụ ngài Jiraiya đã để lại mật thư. Một cuộc tấn công hủy diệt cả làng lá, tình hình lúc đó không ai rõ thật hư. Thần La Thiên Trinh tạo nên sức công phá loan tỏa vùng động sát sổ hết nơi đây. Cả Hokage đệ ngũ cũng bất lực, tình thế áp đảo lúc này thật không hay. Naruto đã xuất hiện kịp lúc, tiên nhân thuật có tác dụng thật sao. Và tất nhiên chỉ với một đòn đánh của Tsunade để giết chết tên lục đạo. Địa bọc thiên tinh không chế cả củ vĩ nhân vẫn bị bại dưới quả Rasengan. Nagato cũng chính là bản thể lúc này, sức tàn chắc ra cũng đã cạn. Với nguyện vọng cuối cùng trong cuộc đời, trao lại niềm tin cho nhóc Naruto. Sao phó sứ mệnh mà cậu đã bỏ lỡ, giúp cho thế giới này thoát khỏi đau khổ.